tối thứ tư ngày 14 tháng 2, tức mùng năm Tết của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, để đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, an ninh cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong thời gian tới, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ thị về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, nhất là kế hoạch để triển khai quy hoạch điện 8, triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo nguồn cung cho hệ thống điện miền bắc trong các năm sắp tới đề nghị xây dựng một số nghị định của chính phủ cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời điện mặt trời áp mái đặt tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp